Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh 24 giờ của chúng tôi. Chúc tất cả các bạn một ngày mới thật nhiều sức khỏe và niềm vui. Sau đây là những nội dung chi tiết. Dạ ma sinh trưởng của Triều Lệ Dịnh Âu Hào đã qua ải kiểm duyệt, phan chờ ngày phim lên sóng. Phim mới của Triều Lệ Dịnh đã thành công vượt qua vòng kiểm duyệt của cuộc phim Thượng Hải. Sau Hạnh Phúc Đến Vạn Gia, Triều Lệ Dịnh vẫn còn một bộ phim hiện đại chưa được lên sóng là Dạ Ma Sinh Trưởng. Không phải bàn cãi, người hâm mộ đang vô cùng mong đợi sự xuất hiện này của nàng Tiểu Hoa. Dạ Ma Sinh Trưởng hiện đã vượt qua vòng kiểm duyệt và được nâng cấp giấy phép lên sóng. Dự kiến phim có 36 tập chiếu trên nền tảng IGE. Có thông tin cho rằng Dạ Ma Sinh Trưởng đang đàm phán với các nhà đài để có suất chiếu chính thức trên đài vệ tinh. Chỉ từ ấy thông tin cũng có thể thấy đây là một bộ phim chỉnh chu, chất lượng, đáng để kỳ vọng. Ngoài Hạnh Phúc Đến Vạn Gia thì Dạ Ma Sinh Trưởng cũng là bộ phim đánh dấu bước chuyển mình của Triều Lệ Dịnh. Quyết tâm từ bỏ dòng phim thương mại giải trí, nàng Tiểu Hoa hướng đến những kịch bản chất lượng và những vai diễn khó, cần chiều sâu. Dạ Ma Sinh Trưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết Không Được Vãng Sinh của tác giả A Nại, nội dung xoay quanh cuộc đời của Hứa Ban Hạ, một người phụ nữ mạnh mẽ, thông minh, không ngại chiến đấu trên thương trường vốn nhiều âm mưu, cảm bậy. Có thể thấy tính cách của nhân vật khá giống với Triều Lệ Dịnh ngoài đời thật. Ngoài Triều Lệ Dịnh, phim còn có sự xuất hiện của loạt diễn viên thực lực khác như Âu Hào, Lý Quang Khiết, Kha Lam, Nhậm Trọng, Phùng Gia Di, Vương Kính Tùng. Fan cho rằng ngày lên sóng của phim đã đến rất gần, hy vọng Dạ Ma Sinh Trưởng sẽ vượt qua loạt thành tích của Hạnh Phúc Đến Vạn Gia. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.